Kính chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở ngã tư Bình Thái, xa lộ Biên Hòa. Chiều ngày thứ bảy 28 tháng 10 năm 2017. Rẽ phải là vô quận 9 quý vị. Còn rẽ trái là đi vô quận Thủ Đức Sài Gòn. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa quý vị, nhiệt độ bây giờ khoảng 29 độ C. Đây là hướng đi về Biên Hòa. Tốc độ Hải đang chạy là 40 cây số một giờ vậy, nhìn cái đồng hồ này. Đó, thì thấy 40 à. Và đây là tốc độ cho phép ở Việt Nam cái gì xe gắn máy á. Đi thẳng là đi Đồng Nai. Quẹo phải đây là vô trung tâm quận 9 nè. Phía trước gì đây là ngã tư Thủ Đức nha quý vị. Bây giờ có cây cầu vượt rồi, nhưng mà đi xe gắn máy thì không có được lên cầu, đi phía dưới này. Thì ngã tư Thủ Đức này quẹo phải là vô trường Sĩ Quan Thủ Đức ngày xưa, vô Tăng Nhân Phú, vô quận 9 đó vậy. Còn quẹo trái là vô chợ Thủ Đức, vô Đại học Sư phạm Kỹ thuật đó. Còn bên tay trái là làng Đại học Thủ Đức gì ha. Đây, ngã tư Thủ Đức cái gì. Đây là đổ cái dốc từ ngã tư Thủ Đức xuống ngã ba trạm hai đó. Gió tiếng hơi ồn, quý vị giảm âm thanh lại nha.
sorry tôi cảm. Bên tay trái là hãng Coca-Cola ấy. Bên phải là trường Đại học Utrecht. Trở ra Vũng Tàu ô cấp rồi tắm biển. Đó, nhớ Sài Gòn xưa. Rồi, đây quẹo phải là vô khu công nghệ cao Sài Gòn. Tập đoàn Intel đầu tư trong này. Sinh học công nghệ đó. Đó phía trước cái gì là ngã ba chạm hai là đầu nối giữa cái xa lộ Đại Hàn cái gì nối từ đây rồi đi qua An Sương đi về Bình Chánh á, đây là xa lộ Vành Đai đó. Đây là cái đường vòng để vượt qua hướng về Suối Tiên về Biên Hòa này.
Rồi bên phải là khu lịch suối tiên Park, đối thủ cạnh tranh của Đầm Sen cái gì. Khách ở Sài Gòn ở các tỉnh về đây tham quan nhiều á. Đủ trò chơi trong này anh. Rồi này xe buýt đi tham quan suối tiên. Rồi biểu tượng đó là cặp ngà voi với cốc ngậm tiền cái gì. Dùng đất Long Ly Quy Phụng đó. Suối Tiên kính chào quý khách. Nay thứ bảy đông quá vậy ha. Vô đó chơi là cả ngày mới hết ấy. Nhiều trò chơi, có nhà hàng, có hồ bơi tắm. Bán mắt kiến, kính chiếu hậu xe gắn máy, nón bảo hiểm nè. Sân golf Thủ Đức. Điện trên không cuối cùng là gì? Bên phải sau lưng đó là bến xe miền Đông mới sắp sửa dời ra đây vậy. Như vậy là mấy bà con ở miền Bắc, miền Trung vô Sài Gòn sẽ xuống bến xe này, thì sau đó lên tàu điện vô trung tâm quận 1 luôn. Là ở đây nữa vậy, cái trạm cuối của tàu điện bên phải vậy. Rồi đó.
xe nhập về vậy, xe cần hen á, xe ủi gốc, xe khách, xe tải. Chủ yếu nhập từ Hàn Quốc với Nhật cái gì. Hơi sốc bụi ha, luôn cả hình nó không được nét. Bên phải là đường vào công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Xây gần xong rồi, đó đây bên tay trái là đi vào nghĩa trang quân đội ngày xưa vậy, đây gọi là dốc Thiên Thu, dốc Sương Mù á. Thì thấy xe ủi, xe xúc đó nhập nhiều quá chị. Thấy cây xăng phía trước rồi, vô đổ xăng cái gì. Ok, thank you, hẹn gặp lại clip tiếp theo nha, goodbye.